Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, theo phong tục của văn hóa người Việt từ xưa tới nay, gia đình sẽ thực hiện các lễ nghi để mời ông bà, tổ tiên về vào trước ngày Tết Nguyên đán và ăn Tết với con cháu trong nhà. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nghi thức hóa vàng nhằm tiễn đưa tổ tiên và ông bà. Do đó, lễ hóa vàng còn được nhiều người gọi với cái tên khác là lễ hóa vàng cho tổ tiên, lễ đưa tiễn ông bà. Trước đây, người ta thường tiến hành làm nghi thức hóa vàng trong ngày mùng 3 Tết hay ngày mùng 7 Tết. Tuy nhiên, ngày nay thì ngày được lựa chọn để làm lễ hóa vàng sẽ kéo dài từ mùng 2 tháng Giêng tới mùng 10 tháng Giêng, tùy theo điều kiện và phong tục ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết ý nghĩa của ngày lễ này là gì hay cách cúng chuẩn nhất ra sao. Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thứ nhất là ý nghĩa của lễ hóa vàng. Việt Nam không chỉ đa dạng về vùng miền, phong tục mà còn khác nhau cả về những nét văn hóa. Ngày lễ hóa vàng, lễ tạ âm cảnh được thực hiện khác nhau ở từng nơi. Có thể là ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 7, ngày khai hạ bàn thờ. Nhưng đa số ngày lễ hóa vàng thường được cúng vào ngày mùng 3 âm lịch. Lễ hóa vàng là sự cầu mong một năm vạn sự tốt lành, sự phù hộ của ông bà và các vị thần. Bởi lẽ thế nên ngày này là một trong những ngày cúng đặc biệt quan trọng. Lễ hóa vàng là lễ hóa hương vàng, quần áo, vàng mã tiễn ông bà về âm cảnh sau 3 ngày về bên con cháu đón Tết. Chính vì vậy, người ta thường gọi lễ hóa vàng mùng 3 Tết là lễ cúng tiễn đưa ông bà ngày đầu năm. Lễ cúng hóa vàng thể hiện lòng tôn kính, sự cầu mong tổ tiên ban phước lành cho hậu thế, một năm nhiều may mắn, sức khỏe và thịnh vượng. Sau lễ cúng Tết, lễ hóa vàng cũng được chú trọng không kém trong nét văn hóa người Việt. Tùy vào điều kiện gia đình mà làm lễ to hay nhỏ khác nhau, một cách chuẩn bị khác nhau. Theo quan điểm nhân gian, phải có lễ tạ thì tấm lòng của gia chủ mới được chứng giám, nên lễ hóa vàng rất quan trọng trong ngày Tết. Sau khi lễ, gia chủ sẽ tiến hành hóa vàng. Phần tiền vàng của gia thần được hóa trước, tiền vàng vật dụng của tổ tiên hóa sau. Nơi đốt vàng mã thường sẽ có một cây mía dài với ý nghĩa dùng để làm gậy trống, để linh hồn mang hàng hóa về cõi âm. Thứ hai đó là cách cúng lễ hóa vàng mùng 3 Tết. Chính vì ngày hóa vàng vô cùng quan trọng với người Việt, cho nên mâm cơm cúng hóa vàng cũng rất đầy đủ như mâm cỗ chính của ngày Tết. Tùy theo điều kiện kinh tế gia đình mà mâm cúng lễ hóa vàng cũng khác nhau, nhưng cơ bản thường có một mâm cỗ mặn gồm rượu, thịt, bánh chưng, tiền âm phủ, vàng mã mỗi loại một ít, mâm ngũ quả, hoa tươi, hương, bánh kẹo, chẩu cau, thuốc lá, hai cây mía. Không quá câu nệ mâm hóa vàng là chay hay mặn, nhiều hay ít, nhưng nếu là mâm mặn thì thường có một con gà trống, mâm cỗ được chuẩn bị trang nghiêm, đủ đầy, thể hiện lòng thành kính của bậc con cháu cho tổ tiên, ông bà. Con gà là một món rất quan trọng trong mâm cúng hóa vàng. Con gà tượng trưng cho năm đức tính của người dân Việt là văn, võ, dũng cảm, nhân hậu, trung tín. Mâm cúng có con gà tượng trưng cho sự tốt lành và một tương lai tốt đẹp. Nếu chuẩn bị mâm cỗ cúng ngoài trời, phải đặt gà cúng lên đĩa to, bày ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng đặt dưới bụng gà, mỏ ngậm bông hoa hồng đỏ. Đặc biệt là phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan hành khiển khai quản năm mới đi qua. Cách đặt gà cúng như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình. Còn khi đặt gà cúng trên bàn thờ, theo một số chuyên gia nghiên cứu, nên quay đầu gà hướng về bát hương với tư thế được gọi là con gà biết kêu, biết gáy, đang chầu, tức là há miệng, chân quỳ và cánh duỗi ra tự nhiên. Nếu làm theo cách nhiều gia đình làm, có nghĩa là đầu gà hướng ra ngoài, thì đó là gà không chịu chầu. Thứ ba là cách hóa vàng mã đúng cách. Ngày lễ tiễn ông bà, tổ tiên này rất quan trọng với người Việt. Người xưa quan điểm rằng
Trong dịp Tết, các bậc gia thần, tổ tiên luôn ngự trên bàn thờ. Vì thế đèn hương không bao giờ được tắt. Các đồ dâng cúng như là mâm ngũ quả, bánh kẹo phải đợi đến ngày hóa vàng mới được đem xuống. Trừ các đồ mặn, dễ thiêu như là thịt, xôi. Nếu đèn hương tắt, nhất là việc hạ lễ trước khi hóa vàng, sẽ phạm phải điều bất kính. Sau khi lễ, việc hóa vàng cũng phải làm riêng. Phần tiền vàng của gia thần phải hóa trước của tổ tiên để tránh nhầm lẫn. Tục xưa, tại nơi đốt vàng mã, người ta thường đặt vài ba cây mía để làm đòn gánh cho các linh hồn mang hàng hóa theo. Đồ mã hiện nay sẽ ghi rõ gồm những loại tiền gì, bao nhiêu đều quy định rất cụ thể. Khi khách đến mua, đồ lễ đã được sắp sẵn theo đúng phong tục. Bộ đồ lễ cúng ông Công, ông Táo gồm 3 chiếc mũ nhỏ, 3 đinh tiền, 3 thép tiền vàng. Hay lễ cúng giao thừa gồm 2 mũ áo cho quan hành khiển của năm cũ và năm mới và 2 lễ tiền. Thứ tư đó là văn khấn hóa vàng mùng 3 Tết. Dùng khi đốt vàng mã làm lễ hóa vàng. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần. Con kính lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lại Hoàng Thiên Hầu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần. Con kính lại Hoàng Thiên Hầu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lại Ngài Đương Niên Hành Khiển, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân, Long Mạch tôn thần. Con kính lại các cụ tổ khảo, tổ tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Quý Mão 2023. Chúng con là tuổi, hiện cư ngụ tại, thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phủ tủ lễ nghi, cung bày trước án, kính cẩn thưa trình, tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiến âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý và sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần. Nhiều người cho rằng hóa vàng là một hình thức tiễn gia tiên về trời sau những ngày về ăn Tết cùng với con cháu. Tuy nhiên bản chất của việc này lại không phải như vậy. Việc hóa vàng thực chất mang ý nghĩa đón thần tài, thần lộc về cho gia đình. Sau cùng, khi thực hiện các nghi thức trên, gia chủ cần lưu ý những nguyên tắc sau để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ không tốt lành. Hầu hết mọi người đều cho rằng lễ Tết là ngày vui của con cháu thì ông bà dưới âm cũng phải được hưởng. Hóa vàng chính là việc con cháu gửi đồ dùng, tiền vàng đã chuẩn bị trên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết cho người có âm. Có những gia đình chỉ làm hết Tết gói gọn trong gia đình. Nhưng cũng có những người còn mời thông gia, hàng xóm thân thiết tới dùng cơm lễ hóa vàng, coi như là dịp gặp mặt nhau ngày đầu xuân. Hóa vàng tiễn các cụ xong, ai cũng có cảm giác Tết đã hết. Người kinh doanh lại bắt đầu mở hàng kinh doanh như mọi ngày. Người làm công việc khác cũng vậy. Nhưng dù làm bất cứ nghề gì đi chăng nữa, ai ai cũng hy vọng lòng thành của mình được các cụ chứng giám và phù hộ cho làm ăn suôn sẻ cả năm. Tục hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Vật hóa vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian. Tục này nhằm cung cấp cho người đã khuất tiền, quần áo, giấy, gậy đi đường là cây mía. Người dân thường mang vàng hương ra trước cửa nhà để đốt. Sau khi đốt, gia chủ thường đổ một chén rượu cúng vào đống tro vàng mã để đồ cúng được chuyển đến đúng người nhận. Một số nhà còn hơ cây mía trên ngọn lửa hóa vàng để người có âm, có gậy trống. Nhiều gia đình đốt hàng chồng vàng mã như là giấy vàng, giấy bạc, vàng thoi, tiền cùng với quần áo, giày dép, nhà cửa, xe. Thậm chí có người còn gửi người hầu, tỷ thiếp có giá trị hàng trăm nghìn đồng cho người có âm. Sau khi lễ, các gia chủ sẽ hóa vàng. Phần tiền vàng của gia thần phải hóa trước, tiền vàng đồ dùng của tổ tiên hóa sau. Tục xưa, tại nơi đốt vàng mã, người ta thường đặt vài cây mía dài. Dân gian cho rằng đây là đòn gánh để các linh hồn dùng làm gậy trống hay mang hàng hóa. Việc chọn ngày làm lễ hóa vàng tùy thuộc vào mỗi gia đình, chủ yếu từ mùng 3 đến khoảng mùng 10 Tết Nguyên đán. Điều quan trọng nhất là phải có lễ tạ gia tiên, gia thần và chư vị thánh thần, Phật. Theo quan điểm dân gian,
có lễ tạ thì tấm lòng của chủ nhà mới được người âm chứng giám. Vâng thưa quý vị, trên đây là cách làm lễ hóa vàng cùng một số lưu ý quan trọng trong năm mới, chuẩn phong tục truyền thống. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp gia chủ thực hiện các nghi thức chuẩn nhất để cầu may mắn cho cả năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo.